Công an thành phố Đà Lạt vừa bắt khẩn cấp đối tượng Mai Trần Văn Thành, sinh năm 1995, tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra, đối tượng Thành khai nhận, vào khoảng tháng 12 năm 2014, đối tượng lên Đà Lạt đã lừa đảo một số nạn nhân nhẹ dạ cả tin, làm thầy cúng gọi hồn để lừa đảo và chiếm đoạt của hai nạn nhân hai chỉ vàng loại 24K và 6 triệu đồng tiền mặt, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Qua công tác điều tra xác minh, cơ quan công an ra lệnh bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối tượng Thành để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Tang vật mà lực lượng công an thu giữ: một xe máy, một chứng minh nhân dân mang tên Thành, một điện thoại di động, một quạt giấy, một thẻ bài hình quan công, một bình hồ lô kim loại có màu vàng và một số dụng cụ khác phục vụ cho việc cúng bái để lừa đảo.